Dạ, mình soạn đồ để mình gửi cho chị ở ngoài Biên Hòa Đồng Nai nè. Này là củ hủ dừa, 3 kg củ hủ dừa, 3 kg củ hủ dừa là 6 bịch, hỏi bịch là 7 kg nè. Củ hủ dừa mình hút thì nó hút cái xác này nè, cái nó cong cong vậy, nó không có giống gì mấy cái xác, vậy nó mềm. Hơn này xả ra thì nó không có chín chỗ luôn, xả ra nó hết còn nó sát. Này là đồ của chị ở Vòng Tôm, chị đem về Mỹ. Đây là nửa ký củ hủ dừa, nửa ký đu đủ thấy bầu sợi thấy khô. Này sắc miếng để nó canh, này là đu đủ sắc miếng à, thấy khô để nó canh, canh hay xào gì cũng được. Còn này là 200g bột lấp, con này nữa cái hành phi, mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình tôi mới vừa mua về nè, giờ mình lựa ra cho sạch sẽ để mình làm trùm ruột, mất trùm ruột cho chị ở nước ngoài nè, cho chị Nga. Này tái bự ngon ghê luôn, mùa này là có chùm luộc rồi. Ở nhà mình có ai ăn chùm luộc thì hú mình nha. Chùm luộc mình làm chưa chưa ngọt ngọt luôn á. Giờ mình chà chùm ruột, chà mình phải lựa ra cái nào mềm lấy ra trước, chứ để hồi cái nó tới cái hộp luôn cái nó bị dập thịt. Mình cho ra đây muối nè, muỗng muối nhỏ. Ít đường nha, từ bột này thì mình làm chua chua ngọt ngọt ăn cho nó ngon. Bỏ nhiều lên, bự thiệt là ngon luôn. Này xíu nó mới, mình mới vừa để vô xíu nó sôi lên mà nó dần vàng nè, một chút là nó đỡ rồi. Nó trong có chùm ruột tao khe lên, rồi chùm ruột của mình tới rồi nè. Vậy cái mình đem phơi nắng, trời có nắng mình đem phơi cái nó đỏ thêm nữa thì nó cũng đỏ rồi nè.
này nó đã tự nhiên của màu chùm ruột á, mình phơi nắng nó sắc lại nó đỏ nhiều hơn nữa. Đây chùm ruột của mình đây. Đó. Này hồi xưa người ta xỏ gì cái người ta đem từng học ta bán. Hồi đó mình cũng có làm gì mình bán nữa. Cho con mình đi học đem theo bán. Hồ lô ngầu đường. Hồi đó tôi bán 2.000 ba sâu thôi chứ. Nay lâu rồi, cách nay cũng 20 năm rồi. Rồi cách này cũng 20 năm mình sới sâu vậy nè. Lúc đầu mình vô bịch mũ. Cái con mình đi học đem theo từng học, đem xuống từng học để bán cho mấy đứa bạn á. Vô cái tông khe thiệt ngon luôn, ăn dẻo. Nhìn mời cả nhà ăn chùm ruột xào với mình nha. Ruột xào thiệt là ngon luôn á. Rẻ cái bà con đi. Cái này mình xào còn cái gì chua. Nhưng nó ăn chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Chùm ruột này tái bị chán luôn. Thì mình cũng nhỏ xíu à. Mình cho chùm ruột vô keo rồi. Con này là con tôm cận thanh nè. Con này mình mua về để mình mua thì nó còn sống nhảy gì xấu luôn á. Mình để nãy giờ cái nó bị ngọt rồi nè. À, mình mua về mình làm tôm khỏe nè. Làm tôm lụi. Tôm lụi khô khô. Cái gạch nó bự hơn tinh thẻ. Con tôm này mình làm mình nghĩ là nó ăn chắc là ngon hơn con tinh thẻ. Thì thịt nó dày hơn. Mình ngang nó mập hơn mà chiều dài thì nó ngắn hơn. Con này thì nó không có cái chỉ đen thui tinh sống như con tôm thẻ. Cái này này nè, nó dày hơn cái con tôm thẻ. Mình nghĩ con này ăn ngọt ngon hơn. Cái này nó dày, còn con kia mình chẻ là nó mỏng.
Dạ, mình cho vô miếng rượu nè. Cho hạt nêm. Cho miếng bột ngọt. Cho vô xíu đường để cầm phớt, chứ đường nhiều quá thì mình chiên nó sẽ bị khét. Muối. Muối nhiều thì nó mặn, mình ướp về ăn ha. Này hành. Nè tỏi. Đây là ớt. Ớt này cay dữ lắm, cay. Ớt này mình làm cay lắm. Mình cho vô miếng nước mắm ngon nè. Mình làm thấy nó ngon quá trời luôn. Nó dày. Mình chẻ thành hai ra mà nó dày nó ngon nhất. Đây là con thịt cắt ngọt. Thêm chút đi. Đây là ăn ngoài đường.